Sao em? Em đi mà cái tay lái này nó cứ rung rần á. Anh chạy thử coi nó. Là mình nó mới lên ga nó giật hay là mình chạy mà nó giật. Anh kéo ga kéo từ từ vậy là nó thấy nó giật rõ rồi. Rồi ok. Để làm gì anh ơi? Cái này anh xuống cái vào sau chỗ của thác nữ với bọn bố sao cho. À, ý là hạ bớt lại thôi nha. Xe cũng vợ. À rồi ok, anh đi trong ngoài ghế đem chút nha. Em thử xem. Mới chạy qua tới xe ba gác đẩy cái mỏ rồi. Trời. Quát luôn rồi. Nó trong đây nó dê ra nè. Trời ơi. Anh chạy tới rút cái mỏ mà nó đưa có 500 ngàn à, thấy nó khổ thôi. Trời ơi, 500 ngàn thôi thì xem như là người xương miếng đi. Người xương miếng đi. Trời ơi, ôi. Nhăn rồi thấy. Rồi vậy ông nhăn rồi, rồi ông chạy. Có pha đèn có sao không? Ơi 3-4 miếng nhựa rồi. Này chắc cỡ là mấy triệu quá. À, không có mấy triệu đâu, miếng nhựa thì một miếng tầm mấy trăm mà, nhưng mà chắc cũng cỡ triệu mấy 2 triệu á, nhưng mà đó chứ không có mấy gì. Hơn cái pha đèn không sao nha, cái pha đèn nó mới giữ á. Đèn mắc rồi. Ờ pha đèn mắc lắm luôn á. Nó bị gì hết á, mà cái này gọi là cái tình trạng chung của xe luôn á. Thác là khi mà em đi chậm như vậy á, hiểu không, cái này tiếng máy em nó im quá, khi mà em đi chậm á, cái gì em đi chậm á là cái bố nó bắt không chứ khoát á, là nó cái tay lái em nó gừ gừ hay tay lái em á. Không, em chạy lên ga cao là nó gừ. Bây giờ anh nói cho cái này á là anh làm hết cho em được, nhưng mà là anh sẽ đánh đổi được này, nó sẽ mất kia, nó sẽ không còn tiếng, nó không có cảm giác nó như là nó giảm cho khoảng là từ 80-90% chứ không 100% nha. Nhưng mà ngược lại á thì cái tiếng máy của em cảm giác thì nó hơi ồn, nó hơi ồn nhẹ hơn này xíu thôi, chứ không phải là nó gào, hơi ồn nhẹ thôi chứ không phải nó xin rồi ok vậy để anh mở rồi ok để anh mở anh rồi nồi zin hết mà cái chuông này lăn nhám hả em? À, anh Thắng ơi, này là lăn nhám khắc phục vùng đầu hả đúng không? Này em vô hết làm mà. Ý là ngày trước này gọi là bị chấm vùng đầu đúng không? Nhưng mà là trước khi làm này, sau khi làm cái chỗ này nó có thay đổi gì không? Không anh, nó đỡ xíu mà giờ nó bị lại. À, nó không thay đổi đúng không? Nhưng bị lại đúng không? Ok rồi, tạm thời với má thì anh sẽ. Dạ rồi, để cái chìa khóa đi nha, để chìa khóa đi coi nha. Dạ rồi. Rồi giờ nghe cái bỏ. Em bỏ một bố qua một bên đi. Bỏ bố qua một bên đi. Rồi em lấy bố beta em đắp cho anh đi, bị giữ nguyên luôn, bị giữ nguyên. Lấy bố beta lắp cho anh đi. Đó là sao? Nè anh đổi là sò khác này là sò này. Bố 3B đó đúng không? Đúng rồi. Anh lắp vô cho em thử đi xem nó ra theo, còn nếu mà không ổn là anh sẽ nếu mà thường cái bố ghi lắp với cái chuông zin nó ok đó. Còn cái chuông này thì chưa thử xong, anh lắp thử đi, nếu mà ổn thì anh để, không ổn thì anh sẽ đổi chuông khác thôi. Chuông nhám mà nó vẫn vẫn thời gian không cạp được cái bố. Ba cái bố nó bóng lưỡng luôn, bóng đen luôn. Rồi lắp vô đi, xong rồi cho anh cho thử. Đang ổn đúng không? Dạ anh lắp cho em cái đụt. Chứ nào mà nó không có kiểu anh sẽ đi kẹt xe gì. Rồi. Cái chuông lăn nhám thì nó cũng ổn, nhưng cái độ mượt thì nó nghĩa là cái chuông thì nó gọi là chấm vuông đầu thì nó có thể nó cũng có một chút hiệu quả so với cái gì ấy, nhưng mà độ mượt thì nó sẽ không bằng so với cái chuông zin. Tại vì nó bám nhiều quá thì cái tua máy nó ít lại, cái tua máy nó không có bố, nó không lút được á. Bố nó hết vô chuông nhiều quá thì cũng không tốt. Nó phải có một cái độ trượt nhẹ xíu để mà nó mới mượt xe. Đó. Rồi đây cái chuông ở lắp tiền cái chuông. Rồi ấp cái ra test thử lại cái của FCC. Rồi ok. Rồi sao em? Nổ đúng không? Mày tại biết sao cái tiếng đó là cái chuông của em á, là cái chuông nhám, nó đã nói như nãy là nó không có cái độ trượt,
nên là nó bám nhiều quá nên là cái tiếng máy em nghe nó cái vậy nó im. Chứ nếu mà đúng luôn cái xe là lắp vô nó vậy đó thì cái vố nó sẽ hơi trượt nhẹ cái chuông chút để nó tạo cái độ mượt cho cái xe luôn. Chứ còn mà nó hết cái chuông em chuông nhám nó hết vô chuông nhiều quá mà nó không trượt được á. Đi đầu là nó không nó, cái tua máy nó ít lại. Nó nhưng mà người là cái xe cái ta lái em nó gần. Đó, còn bình thường khi mà anh thay xe kia anh thay vô vậy là nó thì nó sẽ có vậy là em mới nghe em mới lên thì em nghe nó không có quen chứ em chạy mấy ngày là em thấy nó bình thường à. Đó mình vậy là nhưng mà nó mượt hơn đúng không? Mượt hơn kia 8-90 luôn. Kia 70 chứ này 8-90. Đó. Tại cái vô mà cái xe họ cho nó nặng quá thôi, nó muốn họ làm cho nó im thì im luôn nên là khi mà im quá thì em đi cảm giác nó không có được lướt. Nó xe nó gần xe hơn xíu. Quay bao nhiêu? Rồi đi anh cầm. Điện anh trước á. Cái gì có ai anh chỉnh cho. Ờ,